Những năm qua, thành phố Sơn La đã luôn quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Mặc dù quá trình triển khai gặp không ít những khó khăn về nguồn lực đầu tư và công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tuy nhiên thì với quyết tâm của cả thủ chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, nhiều dự án đường giao thông đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ đề ra. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại dự án đường điện lực Lò Văn Giá. Dự án đường điện lực Lò Văn Giá là công trình giao thông cấp 4 do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La làm chủ đầu tư với tổng giá trị dự toán trên 34 tỷ 610 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án triển khai là chủ trương hợp lòng dân, không chỉ có ý nghĩa về việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông mà còn tạo cơ hội để người dân làm ăn, phát triển kinh tế, đi lại an toàn. Dân ở đây thì đi lại rất vất vả, con đường hẹp. Đấy, có nghĩa là đi lại thì có nghĩa là ô tô to thì không đi được gia đình tôi vì thu hồi có nghĩa là làm đường đấy trên 300 mét vuông được uh, tuyên truyền và được uh, phường xã và bản và nhất là trường bản thì uh, và dân bản ở đây rất đồng thuận. Dự án đi qua địa phận của hai phường Trường An và Quyết Thắng thành phố Sơn La với tổng chiều dài 3,19 km. Khu vực này tập trung đông dân cư, có trường học và nhiều cửa hàng buôn bán. Do đó, số hộ bị ảnh hưởng phải nhường đất thực hiện dự án rất nhiều, Tuy nhiên với mong muốn có được con đường rộng rãi, thông thoáng đi lại, không ít hộ đã phải cắt bỏ cây cối, di rời nhà cửa sang vị trí khác để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trước kia thì công tác giải phóng mặt bằng cũng có một số hộ gia đình chưa đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng của thành phố. Nhưng mà sau khi được tuyên truyền vận động rồi là các cấp chính quyền vào cuộc thì bà con đã đồng thuận nhất trí nhận phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai thi công công trình. Với sự đồng thuận của bà con nhân dân trong vùng dự án đã giúp cho công trình đảm bảo tiến độ đề ra. Đến nay đã hoàn thành xong giải phóng mặt bằng 4,6 ha đối với 214 hộ dân. Nhà thầu đã thi công hoàn thành 1,5 trên 3,19 km giải thảm Adfan đoạn từ đầu tuyến ngã ba điện lực đến ngã ba đi trường tiểu học Quyết Thắng và đoạn cuối tuyến từ bản Phưa Cón đến suối Nậm La. Nhà thầu đang huy động tối đa các nguồn nhân lực hiện có như máy móc thiết bị và nguồn nhân lực con người để cơ bản về các hạng mục chính thì chúng mình đã làm xong rồi. Bây giờ đang khép kín lại các cái phần còn lại để uh, tiến hành uh, giải uh, cấp phối và thảm mặt đường trước Tết nguyên đán để bà con có một cái con đường mới. Có tuyến đường này thì nó sẽ kết nối giữa cơ sở bản với cái trung tâm của thành phố. Thứ hai nữa là nó đảm bảo được cái nhu cầu thiết yếu chung của người dân, thứ nhất là mở rộng được tuyến đường, việc đi lại nó sẽ thuận lợi hơn. Hiện nay, chủ đầu tư dự án và các nhà thầu đã và đang tích cực huy động nhân lực, thiết bị trên công trường để triển khai giai đoạn 2 của dự án với gần 1,7 km còn lại. Với quyết tâm phân đấu hoàn thành xong và thông tuyến trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, phục vụ nhân dân và tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp.